Thưa quý vị, không chỉ là điểm tựa để cư dân yên tâm vươn khơi bám biển, khai thác hải sản trên vùng biển thuộc chủ quyền của đất nước, lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam còn có nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực, nhân văn, góp phần chia sẻ khó khăn với gia đình bà con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có chương trình đỡ đầu con ngư dân. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với gia đình ngư dân Lê Đức Mẫn, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Khi được các cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 172 vùng 3 Hải quân đến thăm nhân dịp Tết Trung Thu. Đây không phải là vì những món quà vật chất, mà bởi vì tình cảm trân quý đến từ những người bạn đã đồng hành cùng ông mấy chục năm qua nơi đầu sóng ngọn gió. Biết gia đình ông Mẫn rơi vào cảnh bế tắc, bản thân ông bị bệnh nặng. Vợ ông thì đang mang trong người căn bệnh nan y, phải nằm tại bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Lữ đoàn 172 đã quyết định nhận đỡ đầu đứa con trai nhỏ của ông. Trước đây là về đi biển này, sau đây là nhờ anh Bộ Tư lệnh 13 Hải quân giúp đỡ giùm. Chứ còn chờ, anh từ đau là rất bắt đầu không lột gì ra nữa. Rồi đó là bắt đầu anh cũng nhờ 13 Hải quân giúp đỡ. Bây giờ cho con rồi học cho nên người. Hoàn cảnh ngặt nghèo cũng là câu chuyện của cô bé Võ Thị Bảo Ngọc. Khi chưa tròn 5 tuổi, bố của em đã không may qua đời do một tai nạn trên biển. Để có tiền lo cho con ăn học, mẹ Bảo Ngọc phải buôn ba ngược xuôi, gửi em ở lại với bà ngoại. Cuộc sống khốn khó của hai bà cháu luôn nhận được những tấm lòng thơm thảo, sẻ chia từ những người lính hải quân. Với mẹ Bảo Ngọc, việc được các chú lữ đoàn 172 vùng 3 nhận đỡ đầu như một giấc mơ, vì từ nay con mình có thêm những người cha dìu dắt, giúp đỡ. Hiện tại thì gia đình em cũng rất khó khăn. Khi nhận được tin của lữ đoàn 172 nhận đỡ đầu bé thì gia đình rất là vui, hỗ trợ bé để cùng với gia đình cho bé học đến nơi đến chốn. Chương trình nhận đỡ đầu con ngư dân được các đơn vị hải quân triển khai rộng khắp trong toàn quân chủng. Riêng vùng 3 hải quân đã nhận đỡ đầu cho 12 con ngư dân các tỉnh thành từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Việc đỡ đầu được lãnh đạo vùng 3 Hải quân phân công cụ thể cho mỗi đơn vị trực thuộc giúp đỡ. Hiện nay, lữ đoàn 12 được giao nhiệm vụ là đỡ đầu hai cháu trên địa bàn phường Thọ Quang của quận Sơn Trà, phố Đà Nẵng. Hai cháu này được hỗ trợ cả về mặt vật chất và tinh thần. Về mặt vật chất thì một tháng các cháu được hỗ trợ 500.000 đồng đến 18 tuổi. Ngoài ra thì được thăm hỏi, động viên, khám sức khỏe. Hỗ trợ tinh thần thì thường xuyên thăm hỏi, động viên các cháu và định hướng các cháu học tập vươn lên trong cuộc sống. Việc đồng hành cùng ngư dân vượt qua khó khăn là hoạt động đầy ý nghĩa nhân văn của quân chủng hải quân nói chung và vùng 3 hải quân nói riêng. Qua đó vừa hỗ trợ động viên bà con ngư dân yên tâm bám biển, cùng nhau giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.